Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Và lời đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình trong thời gian qua. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939 529686. Vậy đến video ngày hôm nay, mình sẽ thiệu cho anh em một con xe tải Suzuki Vero đời 2021, tải trọng là 810kg. Xe thùng lửng, xe màu trắng nha anh em. Sản xuất 2021, xe này mới đi được có hơn 6.000 cây. Xe thì như mới, mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem. Xe mới giá xe cũ nha anh em. Nếu mình mua xe này thì mình tiết kiệm được loanh quanh gần 100 triệu so với xe mới. Con xe đó nó khó lắp camera gear luôn nè anh em. Đây, đây camera gear. Mình sẽ quay vô cái phần nội thất cho anh em xem. Quay từ đầu. Không phải là chỉ là xã Trung An mà Mỹ Đức. Đô là 6.792 km. Con này trang bị mình là đầu radio có tích hợp USB nha anh em. Xã ra bên thì có trợ trục ra bên là có máy lạnh là không được cái tập trung. Thì nó lại là thiếu sắt thì còn rất là mới. Trên cái tinh thần đó thì em xin phép được trao đổi với đại biểu hội đồng dân. Và tương tự như vậy thì cái mạng lưới siêu thị cũng vậy, chúng ta không nên để hình thành đội một đội hai. Sẽ dỡ cái máy lên cho anh em xem. Hiện tại thì con xe tải này mình đang kêu giá là 245 triệu nha anh em. Anh em xem xe trực tiếp thương lượng, bên mình bán sẽ bao hút hồ sơ cho anh em. Mình sẽ nhắc lại là con này là tải là 810kg, sản xuất 2021, Odo là 6.700 cây. Anh em có nhu cầu xài xe Suzuki thùng lửng thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0939 529686. Rất cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.